Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của Giá Xe Kia. Em là Lợi, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Peugeot Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu chi tiết đến quý anh chị chiếc xe Kia Carens phiên bản 1.4 Premium nha quý anh chị. Con này hiện tại bên em đang có chương trình ưu đãi rất là lớn. Nếu mà quý anh chị mua xe trong thời điểm này, quý anh chị sẽ vừa được hỗ trợ về giá và vừa được hỗ trợ về thuế nữa nha quý anh chị. Con này sau khi trừ ưu đãi nó chỉ còn lại là 725 triệu thôi. Và nếu mà quý anh chị lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh, bên em tạm tính là 786 triệu nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mua trả góp thì bên em sẽ bao đạo hồ sơ nha. Quý anh chị chỉ cần cung cấp cho em căn cứ công dân và giấy xác nhận độc thân hoặc đăng ký kết hôn thì bên em sẽ hỗ trợ làm cho quý anh chị ạ. Nên quý anh chị cứ yên tâm nhé. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe, xem chiếc xe này nó trang bị những gì và nó có xứng đáng với số tiền quý anh chị bỏ ra hay không. Đầu tiên, đối với chiếc xe này á, thì như quý anh chị thấy về kiểu cách, về form dáng thì nó được thiết kế nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp mắt nha quý anh chị. Đấy, nó không phải đơn thuần nhìn như là một chiếc xe dịch vụ và nó là một chiếc xe gia đình đúng nghĩa hơn. Con này thì được trang bị cho quý anh chị là cụm đèn pha là của nó sẽ là full LED nhé. Nó sẽ có một cái LED 3 ngày ha, được thiết kế nhìn rất là đẹp, rồi thiết kế như những cái chùm sao trên trời. Đấy, đèn pha của nó là hoàn toàn là LED hết luôn nha quý anh chị. Ở phía đầu xe thì còn được trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến nữa nè. Đấy, giúp cho người lái có thể phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển. Và cái phần lưới tản nhiệt thì được thiết kế nhìn rất là đẹp mắt với phần mạ chrome nổi bật. Thì chiếc xe mà nó ấn tượng hơn. Đấy. Đối với Kia Carens thì con này được thiết kế hoàn toàn mới so với đàn anh đi trước nha quý anh chị. Đặc biệt khi mà quý anh chị mua xe đối với dòng xe 7 chỗ á, thì quý anh chị phải lưu ý là cái hàng ghế thứ ba ngồi nó có thoải mái hay không, nó có cửa gió điều hòa hay không. Và khi mà mình đi xa thì nó có đảm bảo được cái sự ổn định về làm mát cũng như là cái tư thế ngồi hay không nhá. Thì quý anh chị tìm hiểu kỹ những cái phần đó thì mình đưa ra những cái sự lựa chọn cho nó phù hợp ha, đặc biệt là đối với những cái dòng xe 7 chỗ gầm cao và giá nó hợp lý như thế này. Rồi, em sẽ đi thêm một phần về cái động cơ của chiếc xe này. Con này là động cơ 1.4 turbo GDI, công suất phát ra của nó là 138 mã lực và đi đôi với hộp số tự động là 7 cấp nên là khả năng sang số vận hành nó rất là mạnh mẽ nha quý anh chị. Và chiếc xe này bảo hành cho quý anh chị lên đến 3 năm không giới hạn km. Trong quá trình anh chị chạy nếu mà phát sinh vấn đề gì xảy ra sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí ở tất cả các Kia trên toàn quốc nếu mà do lỗi của nhà sản xuất. Nên quý anh chị cứ yên tâm mà sử dụng xe nhé. Với cái khối động cơ 1.4 thì con này nó sử dụng nhiên liệu rất là tiết kiệm luôn. Nên là quý anh chị cứ yên tâm nhé. Và xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm la răng đúc hợp kim, đường kính mâm của nó là 17 inch, vỏ thì đang sử dụng là vỏ Continental của Đức. Cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa và nó sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử OBD để tăng thêm cái hiệu quả phanh nha quý anh chị. Đấy. Đối với chiếc xe này thì nó sẽ tạo cho cảm giác cho quý anh chị là cái sự cứng cáp và cái sự mạnh mẽ trên chiếc xe này với những cái được gân dập nổi nó kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe cho chiếc xe mình nó cứng cáp hơn và nó thể thao hơn nè. Gương chiếu hậu thì gập điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ ở trên xe luôn. Tay nắm cửa thì mạ chrome và có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm luôn nha quý anh chị. Đấy. Xe sẽ được bọc da cao cấp, ngay cả cái phần tắp bi cửa cũng được bọc da luôn nha quý anh chị. Và như quý anh chị thấy nó có những rất là nhiều chỗ để mình để ngăn đồ đầy đủ hết nè. Và đối với chiếc xe này thì nó sẽ trang bị cho quý anh chị là phần ghế da cao cấp với những lỗ thoát khí ở trên xe. Ngồi chỗ ngồi thì chắc chắn như quý anh chị là nó sẽ là rất là thoải mái rồi nha, nên quý anh chị cứ yên tâm. Con này sẽ được trang bị cho quý anh chị là phần phía trên là sơn nhựa đen nhám, nhìn rất là đẹp, rất đẹp. Và nó sẽ có những cái lỗ và nó sẽ có này, đây quý anh chị thấy này, trang bị cho quý anh chị là đèn nội thất luôn. Đấy. Rất là đẹp nha quý anh chị, tư thế ngồi rất là thoải mái. Đây. Đây là hàng ghế thứ hai của xe này, hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị cho quý anh chị đầy đủ hết những tính năng và vẫn có đèn nội thất bên trong nhé, nhìn rất là đẹp đấy, vẫn có đèn nội thất bên trong luôn. Khi mà quý anh chị
tập ghế này, thì mình để mình xuống hàng ghế thứ hai á, thì rất là đơn giản. Xuống hàng ghế thứ ba thì mình chỉ cần dỡ lên là sẽ chỏng mông, nhưng mà em sẽ ngồi cho quý anh chị xem trước, xong rồi em sẽ cho quý anh chị xem nha. À, con này thì có đầy đủ những thứ đựng hồ sơ, đầy đủ hết luôn nha quý anh chị. Ở phía sau thì nó sẽ có cửa gió điều hòa này, mình có thể điều chỉnh được cái tốc độ gió ở phía sau luôn nha quý anh chị. Đây, đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai cũng có cửa gió điều hòa, và hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió điều hòa. Đây là một cái tính năng mà không phải xe nào cũng có nha quý anh chị. Nên là khi mà con này mình đi xa ấy, thì nó rất là thoải mái, nó cái tốc độ làm lạnh giữa ba hàng ghế là như nhau, nó không có bị nóng, nó không có bị ngộp. Chứ có những dòng xe mà 5 cộng 2 ở phía sau hàng ghế thứ ba ngồi rất là ngộp. Nhưng mà đối với con này thì nó sẽ khắc phục được những cái yếu điểm đó. Nên quý anh chị lưu ý khi mà mình mua xe, mình lựa chọn xe cho nó phù hợp nhé. Và đặc biệt là hàng ghế thứ ba này ngã 128 độ, nên là cái tư thế ngồi rất là thoải mái, và hàng ghế thứ ba ngồi rất rộng. Em nói rất rộng nha. Để cho quý anh chị mình tưởng đây. Quý anh chị thấy không? Nó có đèn nội thất này. Mình mở cửa ra cũng có đèn nội thất, đèn chiếu xuống sàn luôn. Rồi em sẽ cho quý anh chị xem nè. Đây, đây là cái hàng ghế thứ ba này. Em sẽ xuống hàng ghế thứ ba cho quý anh chị xem nhé. Ở hàng ghế thứ ba này em nói chắc chắn với quý anh chị được đây. Cái độ ngã của ghế này mình có thể điều chỉnh được cái độ ngã của ghế nha. Ở dòng xe này mà có thể điều chỉnh được độ ngã của ghế không có mấy xe đâu nha quý anh chị. Đấy, đó, nó ngã tới 128 độ, nên là cái tư thế khi mà mình ngồi nè rất là thoải mái nha, rất là thoải mái, và nó không có bị gò bó đâu. Em sẽ kéo cái ghế lên cho quý anh chị xem. Đấy, ngồi rất là ok nha. Đấy, em đã kéo sát cái hàng ghế thứ hai về phía dưới rồi, nhưng mà ngồi cũng rất là thoải mái nha quý anh chị. Cái độ ngã vừa phải. Đấy, rất rộng, và nó sẽ có cổng sạc cho mình, chỗ để ly tách đầy đủ. Và đặc biệt là khoảng trần nó được thiết kế lõm lên trên, nó không bị đụng đầu đối với những người cao trên 1m7 ngồi. Và đây là phần đuôi của chiếc xe, thiết kế nhìn rất là đẹp mắt với cái ốp phía sau thể thao. Đèn của nó là đèn LED luôn nha quý anh chị. Cụm đèn hậu sau dạng LED, nó được trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến lùi và tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe một cách là an toàn nhất nhé. Đây, khoảng không gian cốp khi mà mình mở lên thì mình vẫn còn một khoảng không gian khá là rộng để cho mình để đồ. Đây là cũng là một cái tiện ích trên chiếc xe này. Đây. Rồi mình sẽ lên hàng ghế đầu tiên nha quý anh chị. Đây. Thiết kế phía sau rất là vuông vức, nhìn rất là thể thao luôn nha quý anh chị. Có ba ga mui về cả mặt nữa. Và đây, ở hàng ghế đầu tiên, khi mà quý anh chị bước lên hàng ghế đầu tiên, quý anh chị sẽ thấy là nó sẽ có trang bị cho quý anh chị là cửa kính tài lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Ghế tài sẽ là chỉnh điện nè. Vô lăng thì vô lăng sẽ được thiết kế theo dạng được kết từ bọc da cao cấp, nhìn rất là thể thao nhé. Có hệ thống cân bằng điện tử này. Đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng. Chỉ có một điều như quý anh chị thấy thì đối với dòng xe Kia Carrera từ phiên bản Luxury trở lên thì đều được trang bị cho quý anh chị là gạt mưa tự động rồi. Đây, có hệ thống ga tự động Cruise Control luôn nhé. Chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Và nó sẽ trang bị cho quý anh chị là màn hình điện tử nha. Màn này màn hình điện tử luôn nha. Đấy, thấy không? Rất là xịn sò nha. Màn hình giải trí VN 10.25 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây nha. Không dây. Điều hòa tự động. Khởi động start stop bằng một lần nhấn. Sạc không dây. Hỗ trợ độ đèo. Chọn chế độ lái, nó có sẽ Eco, Normal và Sport. Đấy, tay lái trợ lực điện nha. Và mình sẽ coi được cam của nó này. Cam này rất nét nha. Ôm theo góc bên lái luôn. Rất nét, ôm theo góc bên lái. Đấy. Rồi, đây là bố trí của bộ cần số, nhìn cũng rất là hài hòa, rất là đẹp mắt luôn nha quý anh chị. Đèn đèn nội thất rất là xịn sò. Và con này sẽ trang bị cho quý anh chị lên đến 6 túi khí nha. 6 túi khí, nên tính năng an toàn của nó rất là cao. Nói chung là xe sẽ được trang bị đầy đủ hết những cái tính năng cần thiết của một chiếc xe, như là một chiếc xe gia đình, chứ không phải là thuần về kinh doanh dịch vụ nha quý anh chị. Nhìn bề ngoài lẫn nội thất, trang thiết bị bên trong nhìn nó rất là hài hòa, rất là đẹp mắt.
cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.